Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Danh ca Ngọc Sơn tặng sinh nhà con trai nuôi cả một công ty sản xuất gạo nam danh ca thành lập công ty chuyên về sản xuất gạo giao cho con trai nuôi s quang ngọc làm tổng giám đốc học trò minh quân làm giám đốc tài chính danh ca ngọc sơn vừa xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của con trai nuôi diễn viên ca sĩ nhà sản xuất s quang ngọc nam ca sĩ không giấu nỗi niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự hiện diện của những người quan trọng trong cuộc đời anh tại bữa tiệc sinh nhật Vừa đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Sơn ngay lập tức thay bộ trang phục giản dị, diện áo ba lỗ khỏe khoắn như thời trai trẻ để đến dự tiệc sinh nhật. Nhân dịp sinh nhật, nam danh ca gửi tặng đến con trai một món quà vô cùng đặc biệt, đó là anh sẽ thành lập một công ty chuyên về sản xuất gạo và để con trai S. Quang Ngọc giữ chức vụ tổng giám đốc, toàn quyền quyết định các hoạt động kinh doanh của công ty. Học trò Đỗ Minh Quân của danh ca Ngọc Sơn sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính tại công ty. Ngọc Sơn tin tưởng giao phó công ty kinh doanh gạo cho S Quang Ngọc để con trai làm tổng giám đốc và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi quyết định. S Quang Ngọc ngỡ ngàng hạnh phúc trước món quà khủng từ cha nuôi. Anh bày tỏ, gặp gỡ và được nam danh ca Ngọc Sơn nhận làm con nuôi là một mối duyên mà anh luôn trân trọng, biết ơn. Anh học hỏi được rất nhiều điều từ ba nuôi, từ bản lĩnh sân khấu làm nghệ thuật cho tới những bài học quý giá trong cuộc sống. S Quang Ngọc cảm ơn tấm lòng chân thành và sự dịu dắt của cha nuôi trên mỗi chặng đường. Trên sân khấu, Ngọc Sơn xúc động kể về cơ duyên gặp gỡ với S. Quang Ngọc từ 10 năm trước. Thời điểm này, chàng trai trẻ tuổi đi theo ông Hoàng Nhạc Sến và xin được gọi anh là ba. Tuy nhiên tại điểm ấy, với một cậu bé mới gặp mặt, chưa hiểu rõ về nhau, Ngọc Sơn chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. Dù vậy, Ad Quang Ngọc cũng không bỏ cuộc. Nhờ cơ duyên gặp gỡ mấy lần sau đó, chàng ca sĩ trẻ thường xuyên lưu tới nhà Ngọc Sơn trò chuyện, thăm non. Điều khiến Ngọc Sơn quý nhất ở Ad Quang Ngọc là thái độ khiêm tốn, cách đối nhân xử thế lễ độ, chân thành. Dù có được thành công cũng không hề tự mãn, đặc biệt là một người con hiếu thảo. Mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc, không dễ sống chung. Nhiều năm qua chỉ có tôi là người có thể kề cận, bầu bạn bên cạnh, chăm sóc cho bà. Và người thứ hai nữa chính là S Quan Ngọc. Trong suốt 10 năm, nhiều lần tôi vắng nhà vì công việc lưu diễn, Quan Ngọc luôn là người túc trực như một người con trai thực sự trong gia đình. Ngược lại mẹ tôi cũng thương yêu Quan Ngọc như con cháu trong nhà. Tình cảm chân thành và sự kiên trì ấy không phải ai cũng có được, làm được. Ngọc Sơn chia sẻ. S Quan Ngọc là người con nuôi được Ngọc Sơn tin tưởng. Ngọc Sơn nổi tiếng là người con hiếu thảo của biết Việt khi dành tất cả cho cha mẹ mình. Bởi vậy khi thấy được tấm lòng hiếu thảo và sự kiên trì của S Quang Ngọc, nam danh ca cảm động, anh quyết định dìu dắt chỉ bảo Ed Quang Ngọc trong cuộc sống lẫn hoạt động nghệ thuật. Đối với Ngọc Sơn, Ed Quang Ngọc là người trẻ tuổi nhưng cực kỳ tài năng, nhân cách tốt và đặc biệt là nói ít làm nhiều, đạt được những thành tích mà ai cũng ngưỡng mộ trong nhiều vai trò khác nhau. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo